Như vậy, sáu cõi bên trong không lưu chuyển, không có pháp lưu chuyển, gọi là bát nhã ba la mật đa. Thiện dũng mãnh, sắc giới không lưu chuyển, không có pháp lưu chuyển. Thanh hương vị xúc pháp giới, cũng không lưu chuyển, không có pháp lưu chuyển. Như vậy, sáu cõi bên ngoài không lưu chuyển, không có pháp lưu chuyển, gọi là bát nhã ba la mật đa. Thiện dũng mãnh, nhãn thức giới không lưu chuyển, không có pháp lưu chuyển. Nhĩ tĩ thể thân ý thức giới cũng không lưu chuyển, không có pháp lưu chuyển. Như vậy, sáu thức giới không lưu chuyển, không có pháp lưu chuyển, gọi là bát nhã ba la mật đa. Thiện dũng mãnh, tất cả pháp không lưu chuyển, không có pháp lưu chuyển. Như vậy, tất cả pháp không lưu chuyển, không có pháp lưu chuyển, gọi là bát nhã ba la mật đa. Này thiện dũng mãnh, sắc uẩn không tận, không có pháp tận. Thọ tưởng hành thức uẩn cũng không tận, không có pháp tận. Như vậy, năm uẩn không tận, không có pháp tận, gọi là bát nhã ba la mật đa. Thiện dũng mãnh, nhãn xứ không tận, không có pháp tận. Nhĩ tĩ thể thân ý xứ cũng không tận, không có pháp tận. Như vậy, sáu xứ bên trong không tận, không có pháp tận, gọi là bát nhã ba la mật đa. Thiện dũng mãnh, sắc xứ không tận, không có pháp tận. Thanh hương vị xúc pháp xứ cũng không tận, không có pháp tận. Như vậy, sáu xứ bên ngoài không tận, không có pháp tận, gọi là bát nhã ba la mật đa. Thiện dũng mãnh, nhãn giới không tận, không có pháp tận. Nhĩ tĩ thể thân ý giới cũng không tận, không có pháp tận. Như vậy, sáu cõi bên trong không tận, không có pháp tận, gọi là bát nhã ba la mật đa. Thiện dũng mãnh, sắc giới không tận, không có pháp tận. Thanh hương vị xúc pháp giới cũng không tận, không có pháp tận. Như vậy, sáu cõi bên ngoài không tận, không có pháp tận, gọi là bát nhã ba la mật đa. Thiện dũng mãnh, nhãn thức giới không tận, không có pháp tận. Nhĩ tĩ thể thân ý thức giới cũng không tận, không có pháp tận. Như vậy, sáu thức giới không tận, không có pháp tận, gọi là bát nhã ba la mật đa. Thiện dũng mãnh, tất cả pháp không tận, không có pháp tận. Như vậy, tất cả pháp không tận, không có pháp tận, gọi là bát nhã ba la mật đa. Này thiện dũng mãnh, sắc uẩn không có pháp tập hợp, không có pháp ngoại diệt. Thọ tưởng hành thức uẩn cũng không có pháp tập hợp, không có pháp ngoại diệt. Như vậy, năm uẩn không có pháp tập hợp, không có pháp ngoại diệt, gọi là bát nhã ba la mật đa. Thiện dũng mãnh, nhãn xứ không có pháp tập hợp, không có pháp ngoại diệt. Nhĩ tĩ thể thân ý xứ cũng không có pháp tập hợp, không có pháp ngoại diệt. Như vậy, sáu xứ bên trong không có pháp tập hợp, không có pháp ngoại diệt, gọi là bát nhã ba la mật đa. Thiện dũng mãnh, sắc xứ không có pháp tập hợp, không có pháp ngoại diệt. Thanh hương vị xúc pháp xứ cũng không có pháp tập hợp, không có pháp ngoại diệt. Như vậy, sáu xứ bên ngoài không có pháp tập hợp, không có pháp ngoại diệt, gọi là bát nhã ba la mật đa. Thiện dũng mãnh, nhãn giới không có pháp tập hợp, không có pháp ngoại diệt. Nhĩ tĩ thể thân ý giới cũng không có pháp tập hợp, không có pháp ngoại diệt. Như vậy, sáu cõi bên trong không có pháp tập hợp, không có pháp ngoại diệt, gọi là bát nhã ba la mật đa. Thiện dũng mãnh, sắc giới không có pháp tập hợp, không có pháp ngoại diệt. Thanh hương vị xúc pháp giới cũng không có pháp tập hợp, không có pháp ngoại diệt. Như vậy, sáu cõi bên ngoài không có pháp tập hợp, không có pháp ngoại diệt, gọi là bát nhã ba la mật đa. Thiện dũng mãnh, nhãn thức giới không có pháp tập hợp, không có pháp ngoại diệt. Nhĩ tĩ thiệt thân ý thức giới cũng không có pháp tập hợp, không có pháp ngoại diệt. Như vậy, sáu thức giới không có pháp tập hợp, không có pháp ngoại diệt, gọi là bát nhã ba la mật đa. Thiện dũng mãnh, tất cả pháp không có pháp tập hợp, không có pháp ngoại diệt. Như vậy, tất cả pháp không có pháp tập hợp, không có pháp ngoại diệt, gọi là bát nhã ba la mật đa. Này thiện dũng mãnh, sắc uẩn không có pháp sanh khởi, không có pháp tận. Thọ tưởng hành thức uẩn cũng không có pháp sanh khởi, không có pháp tận. Như vậy, năm uẩn không có pháp sanh khởi, không có pháp tận, gọi là bát nhã ba la mật đa. Thiện dũng mãnh, nhãn xứ không có pháp sanh khởi, không có pháp tận. Nhĩ tĩ thể thân ý xứ cũng không có pháp sanh khởi, không có pháp tận. Như vậy, sáu xứ bên trong không có pháp sanh khởi, không có pháp tận, gọi là bát nhã ba la mật đa.
thiện dũng mãnh, giác xứ không có pháp sanh khỏi, không có pháp tận. Thanh hương vị xúc pháp xứ cũng không có pháp sanh khỏi, không có pháp tận. Như vậy, sáu xứ bên ngoài không có pháp sanh khỏi, không có pháp tận, gọi là bát nhã ba la mật đa. Thiện dũng mãnh, nhãn giới không có pháp sanh khỏi, không có pháp tận. Nhĩ tỷ thiệt thân ý giới cũng không có pháp sanh khỏi, không có pháp tận. Như vậy, sáu cõi bên trong không có pháp sanh khỏi, không có pháp tận, gọi là bát nhã ba la mật đa. Thiện dũng mãnh, sắc giới không có pháp sanh khỏi, không có pháp tận. Thanh hương vị xúc pháp giới cũng không có pháp sanh khỏi, không có pháp tận. Như vậy, sáu cõi bên ngoài không có pháp sanh khỏi, không có pháp tận, gọi là bát nhã ba la mật đa. Thiện dũng mãnh, nhãn thức giới không có pháp sanh khỏi, không có pháp tận. Nhĩ tỷ thiệt thân ý thức giới cũng không có pháp sanh khỏi, không có pháp tận. Như vậy, sáu thức giới không có pháp sanh khỏi, không có pháp tận, gọi là bát nhã ba la mật đa. Thiện dũng mãnh, tất cả pháp không có pháp sanh khỏi, không có pháp tận. Như vậy, tất cả pháp không có pháp sanh khỏi, không có pháp tận, gọi là bát nhã ba la mật đa. Này thiện dũng mãnh, sắc uẩn không có pháp biến hoại, không có pháp không biến hoại. Thọ tưởng hành thức uẩn cũng không có pháp biến hoại, không có pháp không biến hoại. Như vậy, năm uẩn không có pháp biến hoại, không có pháp không biến hoại, gọi là bát nhã ba la mật đa. Thiện dũng mãnh, nhãn xứ không có pháp biến hoại, không có pháp không biến hoại. Nhĩ tỷ thiệt thân ý xứ cũng không có pháp biến hoại, không có pháp không biến hoại. Như vậy, sáu xứ bên trong không có pháp biến hoại, không có pháp không biến hoại, gọi là bát nhã ba la mật đa. Thiện dũng mãnh, sắc xứ không có pháp biến hoại, không có pháp không biến hoại. Thanh hương vị xúc pháp xứ cũng không có pháp biến hoại, không có pháp không biến hoại. Như vậy, sáu xứ bên ngoài không có pháp biến hoại, không có pháp không biến hoại, gọi là bát nhã ba la mật đa. Thiện dũng mãnh, nhãn giới không có pháp biến hoại, không có pháp không biến hoại. Nhĩ tỷ thể thân ý giới cũng không có pháp biến hoại, không có pháp không biến hoại. Như vậy, sáu cõi bên trong không có pháp biến hoại, không có pháp không biến hoại, gọi là bát nhã ba la mật đa. Thiện dũng mãnh, sắc giới không có pháp biến hoại, không có pháp không biến hoại. Thanh hương vị xúc pháp giới cũng không có pháp biến hoại, không có pháp không biến hoại. Như vậy, sáu cõi bên ngoài không có pháp biến hoại, không có pháp không biến hoại, gọi là bát nhã ba la mật đa. Thiện dũng mãnh, nhãn thức giới không có pháp biến hoại, không có pháp không biến hoại. Nhĩ tỷ thiệt thân ý thức giới cũng không có pháp biến hoại, không có pháp không biến hoại. Như vậy, sáu thức giới không có pháp biến hoại, không có pháp không biến hoại, gọi là bát nhã ba la mật đa. Thiện dũng mãnh, tất cả pháp không có pháp biến hoại, không có pháp không biến hoại. Như vậy, tất cả pháp không có pháp biến hoại, không có pháp không biến hoại, gọi là bát nhã ba la mật đa. Này thiện dũng mãnh, sắc uẩn không thường, không vô thường, không vui, không khổ, không ngã, không vô ngã, không sạch, không phải, không sạch. Thọ tưởng hành thức uẩn cũng không thường, không vô thường, không vui, không khổ, không ngã, không vô ngã, không sạch, không phải, không sạch. Như vậy, năm uẩn không thường, không vô thường, không vui, không khổ, không ngã, không vô ngã, không sạch, không phải, không sạch, gọi là bát nhã ba la mật đa. Thiện dũng mãnh, nhãn xứ không thường, không vô thường, không vui, không khổ, không ngã, không vô ngã, không sạch, không phải, không sạch. Nhĩ tỷ thiệt thân ý xứ cũng không thường, không vô thường, không vui, không khổ, không ngã, không vô ngã, không sạch, không phải, không sạch. Như vậy, sáu xứ bên trong không thường, không vô thường, không vui, không khổ, không ngã, không vô ngã, không sạch, không phải, không sạch, gọi là bát nhã ba la mật đa. Thiện dũng mãnh, sắc xứ không thường, không vô thường, không vui, không khổ, không ngã, không vô ngã, không sạch, không phải, không sạch. Thanh hương vị xúc pháp xứ cũng không thường, không vô thường, không vui, không khổ, không ngã, không vô ngã, không sạch, không phải, không sạch. Như vậy, sáu xứ bên ngoài không thường, không vô thường, không vui, không khổ, không ngã, không vô ngã, không sạch, không phải, không sạch, gọi là bát nhã ba la mật đa. Thiện dũng mãnh, nhãn giới không thường, không vô thường,
không vui, không khổ, không ngã, không vô ngã, không sạch, không phải, không sạch, nhĩ tĩ thể thân ý giới, cũng không thường, không vô thường, không vui, không khổ, không ngã, không vô ngã, không sạch, không phải, không sạch. Như vậy, sáu cõi bên trong không thường, không vô thường, không vui, không khổ, không ngã, không vô ngã, không sạch, không phải, không sạch, gọi là bát nhã ba la mật đa. Thiện dũng mãnh sắc giới không thường, không vô thường, không vui, không khổ, không ngã, không vô ngã, không sạch, không phải, không sạch. Thanh hương vị xúc pháp giới cũng không thường, không vô thường, không vui, không khổ, không ngã, không vô ngã, không sạch, không phải, không sạch. Như vậy, sáu cõi bên ngoài không thường, không vô thường, không vui, không khổ, không ngã, không vô ngã, không sạch, không phải, không sạch, gọi là bát nhã ba la mật đa. Thiện dũng mãnh nhãn thức giới không thường, không vô thường, không vui, không khổ, không ngã, không vô ngã, không sạch, không phải, không sạch, nhĩ tĩ thể thân ý thức giới cũng không thường, không vô thường, không vui, không khổ, không ngã, không vô ngã, không sạch, không phải, không sạch. Như vậy, sáu thức giới không thường, không vô thường, không vui, không khổ, không ngã, không vô ngã, không sạch, không phải, không sạch, gọi là bát nhã ba la mật đa. Thiện dũng mãnh tất cả pháp không thường, không vô thường, không vui, không khổ, không ngã, không vô ngã, không sạch, không phải, không sạch. Như vậy, tất cả pháp không thường, không vô thường, không vui, không khổ, không ngã, không vô ngã, không sạch, không phải, không sạch, gọi là bát nhã ba la mật đa. Này thiện dũng mãnh sắc uẩn không có pháp tham sân si, không có pháp lìa tham sân si, thọ tưởng hành thức uẩn cũng không có pháp tham sân si, không có pháp lìa tham sân si. Như vậy, năm uẩn không có pháp tham sân si, không có pháp lìa tham sân si, gọi là bát nhã ba la mật đa. Thiện dũng mãnh nhãn xứ không có pháp tham sân si, không có pháp lìa tham sân si, nhĩ tĩ thể thân ý xứ cũng không có pháp tham sân si, không có pháp lìa tham sân si. Như vậy, sáu xứ bên trong không có pháp tham sân si, không có pháp lìa tham sân si, gọi là bát nhã ba la mật đa. Thiện dũng mãnh sắc xứ không có pháp tham sân si, không có pháp lìa tham sân si, thành hương vị xúc pháp xứ cũng không có pháp tham sân si, không có pháp lìa tham sân si. Như vậy, sáu xứ bên ngoài không có pháp tham sân si, không có pháp lìa tham sân si, gọi là bát nhã ba la mật đa. Thiện dũng mãnh nhãn giới không có pháp tham sân si, không có pháp lìa tham sân si, nhĩ tĩ thể thân ý giới không có pháp tham sân si, không có pháp lìa tham sân si. Như vậy, sáu cõi bên trong không có pháp tham sân si, không có pháp lìa tham sân si, gọi là bát nhã ba la mật đa. Thiện dũng mãnh sắc giới không có pháp tham sân si, không có pháp lìa tham sân si, thanh hương vị xúc pháp giới cũng không có pháp tham sân si, không có pháp lìa tham sân si. Như vậy, sáu cõi bên ngoài không có pháp tham sân si, không có pháp lìa tham sân si, gọi là bát nhã ba la mật đa. Thiện dũng mãnh nhãn thức giới không có pháp tham sân si, không có pháp lìa tham sân si, nhĩ tĩ thể thân ý thức giới cũng không có pháp tham sân si, không có pháp lìa tham sân si. Như vậy, sáu thức giới không có pháp tham sân si, không có pháp lìa tham sân si, gọi là bát nhã ba la mật đa. Thiện dũng mãnh tất cả pháp không có pháp tham sân si, không có pháp lìa tham sân si. Như vậy, tất cả pháp không có pháp tham sân si, không có pháp lìa tham sân si, gọi là bát nhã ba la mật đa. Này thiện dũng mãnh sắc uẩn không người làm, không người sai làm, không người phát khỏi, không người khiến phát khỏi, không người rõ, không người làm rõ, không người nhận, không người sai nhận, không người thấy biết, thọ tưởng hành thức uẩn cũng không người làm, không người sai làm, không người phát khỏi, không người khiến phát khỏi, không người rõ, không người làm rõ, không người nhận, không người sai nhận, không người thấy biết. Như vậy, năm uẩn không người làm, không người sai làm, không người phát khỏi, không người khiến phát khỏi, không người rõ, không người làm rõ, không người nhận, không người sai nhận, không người thấy biết, gọi là bát nhã ba la mật đa.
Thiện dũng mãnh nhãn xứ không người làm, không người sai làm, không người phát khởi, không người khiến phát khởi, không người rõ, không người làm rõ, không người nhận, không người sai nhận, không người thấy biết. Nhĩ tĩ thiệt thân ý xứ cũng không người làm, không người sai làm, không người phát khởi, không người khiến phát khởi, không người rõ, không người làm rõ, không người nhận, không người sai nhận, không người thấy biết. Như vậy sáu xứ bên trong không người làm, không người sai làm, không người phát khởi, không người khiến phát khởi, không người rõ, không người làm rõ, không người nhận, không người sai nhận, không người thấy biết, gọi là bát nhã ba la mật đa. Thiện dũng mãnh sắc xứ không người làm, không người sai làm, không người phát khởi, không người khiến phát khởi, không người rõ, không người làm rõ, không người nhận, không người sai nhận, không người thấy biết. Thanh hương vị xúc pháp xứ cũng không người làm, không người sai làm, không người phát khởi, không người khiến phát khởi, không người rõ, không người làm rõ, không người nhận, không người sai nhận, không người thấy biết. Như vậy sáu xứ bên ngoài không người làm, không người sai làm, không người phát khởi, không người khiến phát khởi, không người rõ, không người làm rõ, không người nhận, không người sai nhận, không người thấy biết, gọi là bát nhã ba la mật đa. Thiện dũng mãnh nhãn giới không người làm, không người sai làm, không người phát khởi, không người khiến phát khởi, không người rõ, không người làm rõ, không người nhận, không người sai nhận, không người thấy biết. Nhĩ tĩ thiệt thân ý giới cũng không người làm, không người sai làm, không người phát khởi, không người khiến phát khởi, không người rõ, không người làm rõ, không người nhận, không người sai nhận, không người thấy biết. Như vậy sáu cõi bên trong không người làm, không người sai làm, không người phát khởi, không người khiến phát khởi, không người rõ, không người làm rõ, không người nhận, không người sai nhận, không người thấy biết, gọi là bát nhã ba la mật đa. Thiện dũng mãnh sắc giới không người làm, không người sai làm, không người phát khởi, không người khiến phát khởi, không người rõ, không người làm rõ, không người nhận, không người sai nhận, không người thấy biết. Thanh hương vị xúc pháp giới cũng không người làm, không người sai làm, không người phát khởi, không người khiến phát khởi, không người rõ, không người làm rõ, không người nhận, không người sai nhận, không người thấy biết. Như vậy sáu cõi bên ngoài không người làm, không người sai làm, không người phát khởi, không người khiến phát khởi, không người rõ, không người làm rõ, không người nhận, không người sai nhận, không người thấy biết, gọi là bát nhã ba la mật đa. Thiện dũng mãnh nhãn thức giới không người làm, không người sai làm, không người phát khởi, không người khiến phát khởi, không người rõ, không người làm rõ, không người nhận, không người sai nhận, không người thấy biết. Nhĩ tĩ thiệt thân ý thức giới cũng không người làm, không người sai làm, không người phát khởi, không người khiến phát khởi, không người rõ, không người làm rõ, không người nhận, không người sai nhận, không người thấy biết. Như vậy sáu thức giới không người làm, không người sai làm, không người phát khởi, không người khiến phát khởi, không người rõ, không người làm rõ, không người nhận, không người sai nhận, không người thấy biết, gọi là bát nhã ba la mật đa. Thiện dũng mãnh tất cả pháp không người làm, không người sai làm, không người phát khởi, không người khiến phát khởi, không người rõ, không người làm rõ, không người nhận, không người sai nhận, không người thấy biết. Như vậy tất cả pháp không người làm, không người sai làm, không người phát khởi, không người khiến phát khởi, không người rõ, không người làm rõ, không người nhận, không người sai nhận, không người thấy biết, gọi là bát nhã ba la mật đa. Này thiện dũng mãnh sắc uẩn không đoạn không thường, không hữu biên không vô biên, thọ tưởng hành thức uẩn cũng không đoạn không thường, không hữu biên không vô biên. Như vậy năm uẩn không đoạn không thường, không hữu biên không vô biên, gọi là bát nhã ba la mật đa. Thiện dũng mãnh nhãn xứ không đoạn không thường, không hữu biên không vô biên, nhĩ tĩ thiệt thân ý xứ cũng không đoạn không thường, không hữu biên không vô biên. Như vậy sáu xứ bên trong không đoạn không thường, không hữu biên không vô biên, gọi là bát nhã ba la mật đa. Thiện dũng mãnh sắc xứ không đoạn không thường, không hữu biên không vô biên, thanh hương vị xúc pháp xứ cũng không đoạn không thường,
không hữu biên, không vô biên. Như vậy, sáu xứ bên ngoài không đoạn, không thường, không hữu biên, không vô biên, gọi là bát nhã ba la mật đa. Thiện dũng mãnh, nhãn giới không đoạn, không thường, không hữu biên, không vô biên. Nhĩ tĩ thể thân ý giới cũng không đoạn, không thường, không hữu biên, không vô biên. Như vậy, sáu cõi bên trong không đoạn, không thường, không hữu biên, không vô biên, gọi là bát nhã ba la mật đa. Thiện dũng mãnh, sắc giới không đoạn, không thường, không hữu biên, không vô biên. Thanh hương vị xúc pháp giới cũng không đoạn, không thường, không hữu biên, không vô biên. Như vậy, sáu cõi bên ngoài không đoạn, không thường, không hữu biên, không vô biên, gọi là bát nhã ba la mật đa. Thiện dũng mãnh, nhãn thức giới không đoạn, không thường, không hữu biên, không vô biên. Nhĩ tĩ thể thân ý thức giới cũng không đoạn, không thường, không hữu biên, không vô biên. Như vậy, sáu thức giới không đoạn, không thường, không hữu biên, không vô biên, gọi là bát nhã ba la mật đa. Thiện dũng mãnh, tất cả pháp không đoạn, không thường, không hữu biên, không vô biên. Như vậy, tất cả pháp không đoạn, không thường, không hữu biên, không vô biên, gọi là bát nhã ba la mật đa. Này thiện dũng mãnh, sắc uẩn không tà kiến, không đoạn tà kiến, không ái không đoạn ái. Thọ tưởng hành thức uẩn cũng không tà kiến, không đoạn tà kiến, không ái không đoạn ái. Như vậy, năm uẩn không tà kiến, không đoạn tà kiến, không ái không đoạn ái, gọi là bát nhã ba la mật đa. Thiện dũng mãnh, nhãn xứ không tà kiến, không đoạn tà kiến, không ái không đoạn ái. Nhĩ tĩ thể thân ý xứ cũng không tà kiến, không đoạn tà kiến, không ái không đoạn ái. Như vậy, sáu xứ bên trong không tà kiến, không đoạn tà kiến, không ái không đoạn ái, gọi là bát nhã ba la mật đa. Thiện dũng mãnh, sắc xứ không tà kiến, không đoạn tà kiến, không ái không đoạn ái. Thanh hương vị xúc pháp xứ cũng không tà kiến, không đoạn tà kiến, không ái không đoạn ái. Như vậy, sáu xứ bên ngoài không tà kiến, không đoạn tà kiến, không ái không đoạn ái, gọi là bát nhã ba la mật đa. Thiện dũng mãnh, nhãn giới không tà kiến, không đoạn tà kiến, không ái không đoạn ái. Nhĩ tĩ thể thân ý giới cũng không tà kiến, không đoạn tà kiến, không ái không đoạn ái. Như vậy, sáu cõi bên trong không tà kiến, không đoạn tà kiến, không ái không đoạn ái, gọi là bát nhã ba la mật đa. Thiện dũng mãnh, sắc giới không tà kiến, không đoạn tà kiến, không ái không đoạn ái. Thanh hương vị xúc pháp giới cũng không tà kiến, không đoạn tà kiến, không ái không đoạn ái. Như vậy, sáu cõi bên ngoài không tà kiến, không đoạn tà kiến, không ái không đoạn ái, gọi là bát nhã ba la mật đa. Thiện dũng mãnh, nhãn thức giới không tà kiến, không đoạn tà kiến, không ái không đoạn ái. Nhĩ tĩ thể thân ý thức giới cũng không tà kiến, không đoạn tà kiến, không ái không đoạn ái. Như vậy, sáu thức giới không tà kiến, không đoạn tà kiến, không ái không đoạn ái, gọi là bát nhã ba la mật đa. Thiện dũng mãnh, tất cả pháp không tà kiến, không đoạn tà kiến, không ái không đoạn ái. Như vậy, tất cả pháp không tà kiến, không đoạn tà kiến, không ái không đoạn ái, gọi là bát nhã ba la mật đa. Này thiện dũng mãnh, sắc uẩn không thiện, không phải không thiện. Thọ tưởng hành thức uẩn cũng không thiện, không phải không thiện. Như vậy, năm uẩn không thiện, không phải không thiện, gọi là bát nhã ba la mật đa. Thiện dũng mãnh, nhãn xứ không thiện, không phải không thiện. Nhĩ tĩ thể thân ý xứ cũng không thiện, không phải không thiện. Như vậy, sáu xứ bên trong không thiện, không phải không thiện, gọi là bát nhã ba la mật đa. Thiện dũng mãnh, sắc xứ không thiện, không phải không thiện. Thanh hương vị xúc pháp xứ cũng không thiện, không phải không thiện. Như vậy, sáu xứ bên ngoài không thiện, không phải không thiện, gọi là bát nhã ba la mật đa. Thiện dũng mãnh, nhãn giới không thiện, không phải không thiện. Nhĩ tĩ thể thân ý giới cũng không thiện, không phải không thiện. Như vậy, sáu cõi bên trong không thiện, không phải không thiện, gọi là bát nhã ba la mật đa. Thiện dũng mãnh, sắc giới không thiện, không phải không thiện. Thanh hương vị xúc pháp giới cũng không thiện, không phải không thiện. Như vậy, sáu cõi bên ngoài không thiện, không phải không thiện, gọi là bát nhã ba la mật đa. Thiện dũng mãnh, nhãn thức giới không thiện, không phải không thiện. Nhĩ tĩ thể thân ý thức giới cũng không thiện, không phải không thiện. Như vậy, sáu thức giới không thiện, không phải không thiện, gọi là bát nhã ba la mật đa. Thiện dũng mãnh, tất cả pháp không thiện, không phải không thiện. Như vậy, tất cả pháp không thiện, không phải không thiện, gọi là bát nhã ba la mật đa. Hết quyển thứ 595.